Việt Nam TV, chương trình truyền hình Việt ngữ duy nhất phát hình tại Bắc California từ San Jose, Oakland, San Francisco, thứ hai đến thứ sáu trên băng tần 32 KMTP. Tin tức cập nhật mỗi ngày, chương trình phỏng vấn nhân vật độc lập, phần tin y tế địa phương, chương trình nấu ăn với đầu bếp nổi tiếng Chef Khải Dương từ nhà hàng Anna Mandara. Đặc biệt chương trình nhạc tâm tình mỗi tối thứ sáu. Truyền hình Việt Nam TV, một nơi quảng cáo thượng hiệu nhất. Thùy Nga đang đứng tại thành phố Las Vegas. Rất là nắng, rất là ấm áp. Mặc dù là tháng 12 rồi, vào đông rồi, nhưng mà khí hậu rất là hoàn hảo. Cho nên Thùy Nga cảm thấy rằng chia sẻ đến quý vị một tí xíu về Las Vegas. Dòng sông Sen đang bắt đầu rẽ là làm hai nhánh. Và cũng ngay từ bắt đầu chỗ này, quý vị đã thấy trên chúng ta đang tiến dần đến một trong những nhà thờ nổi tiếng nhất của thế giới, nhà thờ Notre Dame. Vẫn cái tên Mục Kiền Liên thì có lẽ quý vị nào người lớn thì quý vị hiểu rõ, nhưng mà lớp trẻ thì có lẽ nhờ sư cô giải thích thêm. Sốt dẻo nhất nha quý vị, last minute, đó là tương ớt ở Quảng Đông. Có một loại tương ớt chương trình nấu ăn với đầu bếp Khải Sư ngày hôm nay, thì nhân dịp lễ tạ ơn Thanksgiving, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị làm thế nào để có thể chuẩn bị cho gia đình của chúng ta một buổi lễ tạ ơn thật là chu đáo, đặc biệt những món ăn gì thuần túy nhất của người Hoa Kỳ và của người Việt Nam của chúng ta có thể làm. Và một lần nữa mời quý vị cùng chúng tôi đến chào Chef Khải Dương. Chào anh Khải. Cảm ơn thầy Nga, chào thầy Nga. Ngày hôm nay Thanksgiving sắp đến, tôi sẽ xin nấu cái món turkey mà có cái gu chút xíu của Việt Nam mình. 5-6 người ăn. Wow. Vậy là Thùy Nga ăn xong thì Nga ghen được hai phần. Thưa quý vị, mời quý vị cùng chúng tôi gặp gỡ cô Leslie Casey. Thank you so much for being with us today on Channel 32 Vietnam Television. Could you please tell me a little bit about the history of the hospital? San Jose Medical Center was formed in 1921, and the first hospital at this site was built in 1923. So San Jose Medical Center has been serving the people of San Jose and Santa Clara County for 81 years. So we're very sad today that this hospital is closing after those many years of service to a community that we value so much. Thank you so much. Anh kính thưa quý vị, cô Leslie mới vừa nói rằng là bệnh viện này đã bắt đầu được xây dựng từ năm 1921, có nghĩa là hơn 80 năm bệnh viện này đã phục vụ tất cả những cộng đồng cư dân ở thành phố San Jose. Và ngày hôm nay là ngày đóng cửa, ngày cuối cùng hoạt động của bệnh viện này, cho nên đó là một điều rất là đáng buồn. Biết được rằng đây là một cái bệnh viện mà có rất là nhiều bác sĩ Việt Nam đã và đang công tác, cho nên có lẽ là sự đóng cửa của bệnh viện này cũng sẽ ảnh hưởng không ít đến những người bác sĩ đang có mặt vòng quanh khu vực này, cũng như các bệnh nhân, cũng như các cư ngụ dân đang có mặt quanh cái khu downtown of San Jose. Quyền làm cho cuộc sống tinh thần của người dân, như cháu nói là cái tự do thật sự, cái nền dân chủ thật sự, hay là cái văn hóa, cái kiến thức mở rộng. Tại người ta đã đóng quá là lâu, bây giờ mới mở, thì người ta nói là dù sao Việt Nam vẫn là một cái nước lạc hậu nhất của thế giới. Đúng. Vậy thì theo bác nói rằng là trong những cái lần tuyên bố đấy, như cháu nhớ không lầm, là bác nói bác hy vọng bác về Việt Nam với cái phương pháp là hòa, quên cái quá khứ đi để nhìn vào tương lai, giống như hòa hợp, hòa giải dân tộc. Nhưng mà thật sự bác ở phía trong cộng sản, người ta cũng đâu có phải là người ta hòa hợp hòa giải, người ta vẫn gọi những người, tại vì thời xưa đó cháu ở Việt Nam đến năm 1988 cháu mới đi, người ta vẫn gọi những người gia đình như cháu là những người ngụy quân ngụy quyền. Đúng. Người ta vẫn phân biệt giữa ngụy quân ngụy quyền và của người ta. Vậy thì bác nghĩ rằng người ta có thật sự sẽ hòa hợp hòa giải như cái nguyện vọng cũng như của bác cũng như của rất là nhiều mọi người đang sống đang nghe? Để trở lại chuyện ba con là bác và con là cháu nói là năm cháu năm 1988. Nhưng mà đấy, như bác nói ngày hôm nay là 2004. Bác là một cựu phó tổng thống của miền Nam Việt Nam, là một cựu thủ tướng của miền Nam Việt Nam. Có thể nói là chính quyền Việt Nam đã bị thua cuộc, mình phải rời nước Việt Nam, mình bỏ đi. Cho nên cái hình ảnh bác gọi là, người ta nói là một cái biểu tượng của nước Việt Nam, một cái gì đó rất là lớn, nó rất là cao quý. Người ta
rất là tiếc, là bởi vì nếu như một cái biểu tượng lo to lớn như vậy, mình trở về với một cái chính phủ mà mình bị thua, thì tại sao mình trở về? Thì bác có thể trả lời là tại sao một biểu tượng là một cái nước của Việt Nam, bác lại trở về với một cái nơi mà mình bị thua? Con nói và những người nào nói như vậy thì vẫn hình dung rằng cái cuộc chiến vừa rồi là... Vậy thì mình trở lại cái thời mà bác Đại tướng Nguyễn Khánh phải ra đi, bị bắt buộc phải ra đi bởi vì một cái lý do chính trị giữa Hoa Kỳ và bác phải có một sự đồng ý. Đúng. Bác phải qua ở Pháp. Thì trong thời gian ở Pháp, bác nhìn lại Việt Nam của chúng ta vẫn còn chiến tranh cho đến năm 1975. Thì có bác có bao giờ bác mơ ước, bác muốn, bác được trở về để góp sức trở lại với nước Việt Nam không? Vậy tôi cũng mong, mơ ước thì... Thật ra thì mình cũng biết cái nước Việt Nam khó lắm. Tôi cũng mong có dịp để trở về để chia đời sống với anh em binh sĩ chúng tôi. Nghe tôi chuyện vang, nổi đến cứ đến khi tôi bàng hoàng. Và nghe tôi kể bao nhiêu lầm than. Để ta trôi theo, trôi theo dòng đời. Là ta trôi theo, trôi mơ. Và ta trông như, trông như. Nam TV, chương trình truyền hình Việt ngữ duy nhất phát hình tại Bắc California từ San Jose, Oakland, San Francisco, thứ 2 đến thứ 6 trên băng tần 32 KMTP. Tin tức cập nhật mỗi ngày, chương trình phỏng vấn nhân vật độc lập, phần tin y tế địa phương, chương trình nấu ăn với đầu bếp nổi tiếng Chef Khải Dương từ nhà hàng Anna Mandara, đặc biệt chương trình nhạc tâm tình mỗi tối thứ 6. Truyền hình Việt Nam TV, một nơi quảng cáo hữu hiệu nhất.